Athletic Bilbao gần như đã hết cơ hội có được tấm vé dự cúp C1 thông qua con đường chính tại La Liga khi bị các đối thủ bỏ qua với khoảng cách là 11 điểm. Được thi đấu trên sân nhà nhưng trước đối thủ đang dẫn đầu bảng xếp hạng như Atlético Madrid, một điểm có được cũng là thành công với họ trận này. Soi kèo nhà cái châu Á Athletic Bilbao gặp Atlético Madrid tại vòng 32 La Liga. Thời gian diễn ra là 2 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2021 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Estadio San Mamés. Athletic Bilbao đang thi đấu rất cố gắng với mục tiêu có thể nhanh chóng vươn lên nửa trên bảng xếp hạng, trong khi Atlético Madrid cũng rất quyết tâm trong cuộc đua tới chức vô địch ở mùa này. Nhận định bóng đá Athletic Bilbao gặp Atlético Madrid, phong độ của Athletic Bilbao 5 trận gần nhất. Athletic Bilbao đã không có phong độ tốt trong thời gian qua khi đã trải qua 5 trận liên tiếp toàn hòa và thua, trong đó có một thất bại. Với 37 điểm có trong tay, hiện tại họ đang tạm xếp ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng và đã bị top 6 bỏ qua với khoảng cách là 11 điểm. Phong độ của Atlético Madrid 5 trận gần nhất. Về phía đội khách Atlético Madrid, cho dù thời gian qua không có phong độ tốt khi chỉ có 2 chiến thắng và phải nhận một thất bại ở 5 trận đấu gần nhất phải làm khách. Tuy nhiên, họ vẫn đang duy trì được vị trí số 1 của mình trên bảng xếp hạng khi có được 70 điểm và hơn nhóm bám đuổi khoảng cách 3 điểm. Soi kèo tài xỉu bóng đá Athletic Bilbao gặp Atlético Madrid, tỷ lệ kèo tài xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái ấn định cho hiệp 1 của trận đấu là 0,75. Người chơi đặt tài ăn cược 1,77 nếu trận đấu ra tài và đặt xỉu ăn cược 1,99 nếu trận đấu ra xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cả trận là 2 hòa. Người chơi đặt tài ăn cược 1,83 nếu trận đấu ra tài và được ăn xỉu với mức 2,0 nếu ra xỉu. Theo thống kê, trong 5 trận đấu gần nhất của Athletic Bilbao có tới 4 trận về xỉu và chỉ 1 trận về tài. Trong khi đó ở 5 trận gần nhất của Atlético Madrid thì có 4 trận về xỉu và 1 trận về tài. Bilbao đang có phong độ quá tệ hại, trong khi Atlético có quá ít số trận ra tài trong 5 trận đấu gần nhất. Vì thế, dễ nhìn ra kèo xỉu sẽ là lựa chọn an toàn nhất cho giới đầu tư. Soi kèo nhà cái châu Âu, Atlético Madrid đang hoàn toàn chiếm ưu thế mỗi khi gặp Athletic Bilbao trong lịch sử. Khi ở 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội thì Atlético Madrid có tới 3 chiến thắng và chỉ phải nhận một thất bại. Trên sân nhà của mình, Athletic Bilbao cũng đã gặp bất lợi khi ở 4 lần gần nhất được thi đấu trên sân nhà, họ không có được chiến thắng nào. Với những bất lợi này, sẽ rất khó để Athletic Bilbao có thể có được dù chỉ 1 điểm trước Atlético Madrid ở trận này. Tỷ lệ kèo được nhà cái châu Âu ấn định trong trận này là 3,45, 2,15 và 3,15. Các tỷ lệ trên tương kết quả thắng, thua và hòa của Athletic Bilbao. Soi kèo nhà cái châu Á. Ở trận này, nhà cái châu Á đưa ra mức chấp cho kèo cả trận là 0,5. Atletico Madrid là đội nằm kèo trên và chấp chủ nhà Bilbao 0,5 trái. Đây là mức chấp phù hợp ở thời điểm hiện tại cho cặp đấu này khi mà phong độ gần đây của Bilbao là tệ, còn Atletico Madrid đang khá tốt và vẫn đang dẫn đầu cuộc đua vô địch ở mùa này. Vì vậy mà chẳng có lý do gì mà các vị khách không quyết tâm giành lấy 3 điểm ở trận tới. Nhưng lực lượng của đội khách chưa chắc đã có thể ra quân với đội hình mạnh nhất khi khả năng ra sân của tiền đạo chủ lực Luis Suárez còn đang bỏ ngỏ. Cho nên theo tôi nghĩ, giới đầu tư nên ưu tiên chọn cửa trên Atletico Madrid và kèo xỉu ở trận này. Dự đoán tỷ số trận đấu, Atletico Madrid thắng Bilbao 1-0 hoặc 2-0.